Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một con liệc mỏ vằn quý hiếm do một người dân ở huyện Hóc Môn tự nguyện giao nộp. Người giao nộp là anh Trịnh Đức Hùng, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho biết, hai ngày trước, người thân của anh lên sân thượng chăm sóc vườn rau thì thấy một con chim đậu trên rặng mướp nên bắt lại. Sau khi tìm kiếm qua mạng, anh Hùng biết con chim này là động vật quý hiếm nên gia đình đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để giao nộp với mong muốn con vật được chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên. Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, đây là liệc mỏ vằn thuộc họ Hồng Hoàng, giới tính cái, nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng cấp quý hiếm. Bước đầu xác định, con chim trên có sức khỏe yếu, bị rụng lông ở phần ngực và chân, bay yếu. Thời gian gần đây, người dân thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát hiện động vật quý hiếm bay vào nhà. Ngày 21 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tiếp nhận một con chim khổng tước và đưa về trạm cứu hộ động vật chăm sóc. Con chim này được người dân phát hiện đậu trên ban công nên đã bắt rồi bàn giao cho Kiểm lâm. Đây là loài ngoại lai không phân bố tại Việt Nam. 3 ngày sau đó, bảo vệ trường trung học cơ sở Vân Đồn, quận 4, sau khi nghe học sinh báo có một con chim lớn đậu trên cục nóng máy lạnh nên đã bắt rồi bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con chim cao cát bụng trắng. Con vật do chị Nguyễn Thị Minh Châu ở xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn tự nguyện giao. Con chim cao cát bụng trắng này nặng khoảng 0,4 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng cấp quý hiếm. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, một trận mưa dông kèm theo vòi rồng đã xuất hiện khoảng 3 phút xảy ra trên địa bàn và làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Và đại đa số trong số đó là nhà bị tốc mái, bay tôn và nhiều cây cối thì bị quật đổ. Cụ thể, khi vòi rồng xuất hiện thì 71 ngôi nhà đã bị tốc mái. Có 2 ngôi nhà ở khu phố 2 của phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị tốc cả mái ngói và mái tôn. Ngoài ra, nhiều cây cối đã bị quật đổ, nhưng rất may mắn là không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Phong Hải đã huy động dân quân, bảo vệ dân phố và trên 50 người dân hỗ trợ lập lại mái ngói và khắc phục hậu quả cho người dân. Đơn vị cũng đã chỉ đạo các khu phố chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, thường xuyên đôn đốc và cập nhật thông tin về tình hình thời tiết để chủ động trong công tác ứng phó. Và từ tháng 4 tới nay thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì đã xuất hiện hiện tượng dông lốc gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Vào tối ngày 13 tháng 5, Sở Y tế Bình Thuận ghi nhận đoàn khách 750 người ở Bình Dương được một công ty du lịch tổ chức tour tại Hàm Tiến, Mũi Né, lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cạnh biển. Sau khi ăn tối tại nhà hàng thì 52 người trong đoàn 750 du khách đến Phan Thiết nghỉ dưỡng đã bị ngộ độc sau khi ăn tối với hải sản tại nhà hàng và nhậu ở trên bãi biển. Đoàn khách ăn tối ngày 12 tháng 5 tại nhà hàng Hồng Vinh, cách nơi nghỉ chừng 4 km. Thực đơn gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống, nhúng giấm, lẩu hải sản và nho Mỹ. Khoảng 21 giờ 30 phút, đoàn này ăn xong quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó một nhóm xuống bãi biển để chơi đêm, gọi thêm tôm nướng và các thực phẩm chưa rõ loại để nhậu. Và đến sáng hôm sau, một số người có triệu chứng bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy phải nhập viện. Và các đầu tiên được đưa đến trạm y tế Hàm Tiến lúc 7 giờ 30 phút. Sau đó nhiều người cũng lần lượt vào phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né và bệnh viện đa khoa của tỉnh Bình Thuận. Đến chiều ngày 13 tháng 5, 52 người đã nhập viện, trong đó 20 ca điều trị tại bệnh viện tỉnh, 13 ca ở trạm y tế Hàm Tiến, 19 người vào phòng khám Mũi Né. Chẩn đoán ban đầu nghi bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Theo Sở Y tế, tất cả bệnh nhân đều ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc được. Đến chiều ngày 13 tháng 5, 32 người đã xuất viện, còn 20 người dự kiến xuất viện vào ngày 14 tháng 5. Sở Y tế Bình Thuận đang tiếp tục xác minh thêm thông tin, lấy mẫu xét nghiệm và điều tra nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc. Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo thông tư quy định về đánh số và gắn biển số nhà nhằm chấm dứt tình trạng nhà loạn số, phố thì loạn tên bấy lâu nay. Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà tại mặt tiền của các tuyến giao thông đang được một biển số nhà theo quy cách thống nhất. Số nhà trên các tuyến giao thông được đánh bằng dãy số tự nhiên bắt đầu từ nhà đầu tuyến đến cuối tuyến, không phân biệt ranh giới hành chính, phường, xã, thị trấn, quận, huyện hay thị xã. Đứng đầu tuyến trái nhìn về phía cuối tuyến, nhà bên phải đánh số lẻ 1, 3, 5, 7, 9
và các số lẻ tiếp theo. Nhà bên phải đánh số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 và các số chẵn tiếp theo. Đối với nhà mặt đường, mặt phố, chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố ra phía ngoại ô. Đối với các đường dạng hướng tâm và theo chiều quay của kim đồng hồ. Đối với các dạng đường bao hoặc là đường vành đai. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cụ thể từng trường hợp để có cách đánh số nhà có sự thống nhất trên cả nước. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Trung khiến cuộc sống sinh hoạt của những người lao động ngoài trời vất vả vô cùng. Thấu hiểu được điều này, nhiều mạnh thường quân tại thành phố Đà Nẵng đã tự bỏ tiền túi, tặng nước mát miễn phí với thông điệp nước miễn phí, ai cần thì lấy. Ban đầu chỉ xuất hiện 1-2 điểm tặng nước xuất hiện, nhưng mà sau khoảng vài ngày sau đó thì hàng chục điểm nước miễn phí đã lan tỏa khắp nơi. 10 giờ sáng khi cái nắng nóng bắt đầu rát ra, gia đình bà Trần Thị Phúc ở số 300 Hảo Huy Tập, quận Thanh Khê lại cùng nhau chuẩn bị sẵn những chai nước ngọt, nước suối, sữa, ướp trong thùng đá để tặng người đi đường. Địa chỉ 25 đường Hà Khê cũng đặt những ly nước cam mát ngọt để mọi người ghé vào nhận uống. Mỗi ngày, quán vắt 40kg cam tươi với khoảng 60 ly nước để tặng cho mọi người đi đường, chủ yếu là tài xế xe ôm, người thu gom ve chai, bán vé số, lao động tự do ghé lấy. Con nhận thấy những coi như mảnh đời khó khăn, bất hạnh nên chi là gia đình chúng tôi cũng có ý tưởng là chia sẻ những gì mình có hơn người xí là để cho trưa ném những có chai nước để họ đi ngang những người vé số, người ve chai, những người khó khăn là để uống. Tôi cũng mong muốn là sẽ có rất là nhiều tuyến đường khác có những nước ly nước cam và những người lao động như bán vé số là những người đi đường họ như shipper nhận hàng, mình cũng mong muốn là kiểu đưa đến cho họ những cái giọt nước có thể là giải khát khi mà đi đường. Cầm những ly nước mát lạnh trên tay giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, phần nào giúp những người lao động nghèo xua tan nỗi mệt nhọc trên bước đường hy sinh vất vả. Ngày nay thì bán hàng cái đây là trưa nắng thấy ghé vô quán đi tặng nước thì uống, nói chung là cũng rất là quý cho nên ngân hàng rất cảm ơn. Mình ghé vào mua ly nước nhưng mà được các bạn đây nó phát miễn phí không lấy tiền nên mình thấy rất là vui đó. Hy vọng là cái hành động như này sẽ được lan tỏa ra nhiều để cho những tài xế hoặc là những bạn mà lao động á được những món quà ý nghĩa như thế này. Cũng tình cờ thôi nhưng mà tôi có cảm giác là nó rất phấn khởi vì với một cái thời tiết nó nóng như vậy mà có được một cái ly nước như vậy thì nó cũng trợ lực rất nhiều. Tôi cũng thứ nhất là cũng chân thành cảm ơn một cái cá nhân nào đó họ đã có cái thiện ý như vậy. Thời tiết còn diễn biến cực đoan, nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn ra và những hình ảnh nghĩa tình đậm chất nhân văn này sẽ còn xuất hiện nhiều trên các đường phố. Đà Nẵng không chỉ là nơi đáng sống, hơn thế nữa là nơi đáng yêu trong mắt người dân, du khách.